nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua Mình có một kênh tarot thứ hai nữa đó là khu vườn nhỏ của Andy Thì đối với kênh này mình làm chủ yếu về tình cảm Còn đối với tarot bên quy thì mình làm chủ yếu về sơ so lớp phát triển bản thân giữa đón tuần, giữa đón tháng Hôm nay sẽ là clip về cơ hội và may mắn tháng 12 ha thì đừng có tụ 1, tụ 2 và tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích, mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tổ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông like share để lại bình luận cho mình đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Thì um, cơ hội và may mắn tháng 12 ha. Bạn có lá 4 of C là 4 cốc. Bạn có lá 8 of C là 8 cốc ha. Và bạn có lá 5 of Sky là 5 uh, 5 kiếm. Thật ra ba lá này đều là ba lá xấu nó thẳng là, là ba lá xấu không có đẹp đâu nhưng mà gọi là cơ hội và may mắn thì thật ra mình nghĩ á đầu tiên đó là bốn cốc ở đây là hình ảnh một con mèo với bốn con tôm hùm mình thì mình nhìn cái tổng quan chung ở đây thì mình cảm thấy giống như bản thân của các bạn là một cái người mà trong tháng 12 này mình cảm giác giống như các bạn gần như không có muốn liên kết hoặc là liên hệ hay là Dính vào hoặc là bị dây vào Bất kỳ một cái drama hay là một cái sự kiện nào đó Mà Nó mang tính gọi là Gây cấn Mình cảm giác giống như là Bạn chỉ muốn là một con mèo Một mình, một cõi, một thân, một chỗ, một nơi Không có dính dáng gì tới bất kỳ ai hết Có thể người ta gọi bạn chảnh mèo Có thể người ta nói là đứa này khó hiểu Có thể người ta sẽ nói những cái xì xầm Những cái lời không mấy tốt đẹp về bạn Theo nhiều cách khác nhau đó, Nhưng mà mình cảm thấy là bản thân bạn uh, sẽ cố gắng đóng một cái vai mình dùng từ là nạn nhân hoặc là bạn có thể đóng một cái vai nào đó mà gọi là nói chung là người ta cũng trả độ lỗi hoặc là làm cái gì được bạn á thật ra mình cảm thấy cái cơ hội và cái may mắn ở đây nó sẽ hơi lạ nó lạ ở chỗ đó là mình cảm thấy giống như là bản thân của các bạn giống như muốn được nhìn hoặc là muốn người ta nhìn vào bạn theo kiểu giống như là một cái người bị hại hơn là gọi là người gây hại à, mình cũng không hiểu cái tình huống này nó như thế nào nhưng mà mình cảm thấy giống như là bên trong bạn nó có cái gì đó nó nó kiểu giống như là bạn đang 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 mất cân bằng và bạn muốn lấy lại cân bằng bạn có bốn cốc ở đây khi mà mình nhìn vô bốn cốc và tám cốc á mình cảm thấy giống như đó là tất cả những cái sự gọi là làm phiền tất cả những cái mình không gọi là làm mình muốn không gọi là làm phiền nhưng mà mình cảm thấy là nó phiền bạn khi mà mình nhìn bốn cái con tôm hùm ở bên tay trái á mình cảm giác giống như nó cứ nhảy cà lẻ cà lẻ cà lẻ ở bên ở bên ngay chỗ là cái hố cát vậy đó còn cái con mèo thì kiểu giống như đó là thôi tụi bay đừng có nhảy nữa tao mệt mình cảm thấy giống như là xung quanh cái môi trường của bạn nó sẽ rất là nhiễu nhương hoặc là nó rất là nhiễu có thể là trong tháng 12 này cái cơ hội của bạn á là bạn bè tìm tới hoặc là kiểu giống như là những cái gì đó nó tìm tới nhưng mà đứng ở góc độ của bạn á là bạn không có cần những cái cơ hội đó bạn cũng không có cần cái sự nhiễu nhương đó luôn kế tiếp nữa là tám cốc từ bốn cốc nó nhảy gấp đôi lên thành tám cốc mà tám cốc đó là bỏ đi là chấm hết là chấm dứt là dừng lại là à, bắt đầu mới thì mình càng cảm thấy giống như là bản thân bạn kiểu giống như không có muốn đụng tới cái cũ không có muốn giống như bạn đang muốn gột rửa bạn đang muốn làm cho bản thân của bạn nó sạch tinh tươm nó gọi là gọi là tẩy trắng <laughs> hoặc là kích trắng hoặc là cái gì đó giống như là 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 làm sạch cái hồ sơ vậy đó mình cảm giác bản thân bạn đang cố gắng vệ sinh lại cái quá khứ hoặc là bắt đầu mới những cái hành trình nhưng mà bởi vì cái năng lượng của bạn nó không thật sự là tốt tại vì khởi đầu là bốn góc mà kết thúc lại là năm gậy năm năm kiếm tại vì năm kiếm ở trong cái bộ bài này là mấy con mèo mà kiểu giống như là gồm có mèo mướp mèo mèo thì đâu có mèo cỏ mèo mướp mèo mèo mèo, mèo tam thể mà nó lại đi ăn hiếp một cái con mèo gọi là mèo ai cập có đó hình như là mèo ai cập spin á thì spin á mình con con Sphin đó, mình cũng chả biết dịch lại gì nhưng mà đại loại giống như là cái sự phân biệt á, kiểu giống như mình cảm giác ở đây nó có một cái sự phân biệt. Còn nếu nha, nếu nha, nếu mà ở đây mà bài mà lên theo kiểu làm cơ hội và may mắn thì mình có thể dùng, dùng từ á, nghe nó hơi kỳ nhưng mà nó đúng á, kiểu giống như là khi chúng ta bị ăn hiếp thì ai ai có phe có cánh có bè thì người đó thắng. Thì kiểu giống như là gì tao thì yếu nhưng hỏi anh em tao thì dày á, cái gì cái kiểu giống vậy á, thì mình cảm giác giống như nếu mà bạn nào mà gọi là thân cô thế độc á thì có thể là trong cái tháng 12 này cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là nếu bạn có bị ăn hiếp thì chắc chắn mình nghĩ là sẽ có người bảo vệ bạn hoặc là sẽ có người đứng lên gọi là nhào vô cắn giùm bạn mình cảm giác bạn không cần cắn giùm nhưng mà sẽ có người cắn giùm bạn nếu bất kỳ ai làm một cái gì đó mà tổn hại tới bạn hoặc là làm cái gì đó mà gây ảnh hưởng đến bạn mình nghĩ cũng sẽ có người đứng ra bảo vệ hoặc là sẽ có người đứng ra gọi là uh, làm cái gì đó cho bạn tại vì cái thực sự cái năng lượng này nó, nó hơi tô xích cái nó hơi xấu quá bạn mà, mà nó nó không phải là bạn tạo ra cái năng lượng xấu đó mà là mình cảm giác giống như drama nó đến và cái duy cách duy nhất mà bạn 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 làm được trong cái thời điểm này đó là tôi né drama còn nếu tôi né không được thì anh em tôi nó anh, anh em tôi lãnh đạn dùm gì đó thành ra mình cũng không biết dịch cái cơ hội và cái may mắn này nó như thế nào còn còn thật sự nếu mà mình có thể nói mà gọi là theo kiểu đúng nghĩa là cơ hội và may mắn của bạn á đó, đó là mình cảm giác giống như mình nói ngay từ ban đầu là bạn đóng vai nạn nhân và bạn sẽ làm những cái gì đó để mang lại cái lợi ích nhưng mà đứng trên góc độ cá nhân cho bản thân tất nghĩa là tôi lâu lâu tôi ích kỷ một lần á thì đó là cái cơ hội và cái may mắn của bạn chứ thực sự bài này lên khó giải lắm mọi người cơ hội và may mắn của bạn ha bạn có lá đề hai bạn có lá two ones hai gãy ha bạn bạn có lá pair sore, hiểu cơ hội và may mắn của bạn liên quan đến ý tưởng liên quan đến sự phát triển bản thân liên quan đến cảm xúc Uh, cảm xúc cảm hứng nghệ thuật sự phát triển về mặt cảm xúc nghệ thuật những cái gì đó liên quan đến ý tưởng phát triển đầu tư uh, lên kế hoạch lập kế hoạch uh, dựng viết làm những cái gì mà nó liên quan đến gọi là trí tưởng tượng trí uh, trí tưởng tượng sự khai mở rồi uh, ý tưởng mới hoặc là sự cắt tân nói chung những cái gì nó liên quan đến gọi là cái đầu á, tại vì mình thấy bài lên ở đây là đầu tiên là hybrid test mình cảm giác giống như là bạn sẽ khai phá, khám phá, khai mở một cái gì đó. Tại vì cái lá đầu tiên đó là bối cầu mà bạn biết bối cầu đó là một cái hình thức nó rất là đặc biệt, nó không phải kiểu giống như là nó mình nó nằm ở trong một cái phạm trù gọi là kiểu giống như là nó hơi duy tâm luôn á, nó kiểu giống như là bạn nhìn thấy cái gì đó qua qua cái quả cầu đó chứ nó không phải là kiểu giống như có sách vở hay là có 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 có. có nó có một cái 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 gì đó để đào tạo bạn nó giống như kiểu là một cái khả năng luôn á, một cái khả năng kỳ lạ luôn á, thành ra mình chỉ cảm giác giống như là có thể trong tháng 12 này bạn sẽ khám phá ra một cái gì đó mà bản thân bạn không có nghĩ tới hoặc là bạn sẽ làm được một cái gì đó mà bạn không nghĩ rằng hoặc là bạn không có cho rằng nó là thú vị nhưng mà không ngờ nó hóa ra không ngờ bạn làm nó thì nó lại cho bạn những cái uh, gọi là gọi là đam mê hoặc là cho bạn những cái hứng khởi, cho bạn những cái mà mà bạn thấy thú vị, thấy hay để bạn làm thử. Kế, tại tại sao mình dùng từ làm thử tại vì bạn có hai gậy. Cái lá kế bên nó là hai gậy, hai gậy là một cái lá theo kiểu giống như là tôi không làm cái này thì tôi làm cái khác. Tôi không có lựa chọn này thì tôi có lựa chọn khác thì giống như mình cảm thấy giống như là khi mà bạn có the hybrid test tức nghĩa là bạn đang nhìn vào bên trong và bạn nhìn vào bên trong bạn khám phá ra là à tôi có những cái này, tôi có những cái kia đó là hai gãy á. Thành ra mình mới nói là bản thân bạn đang hướng tới một cái gì đó mà cái này là cái bên trong của bạn á giống như ví dụ như bạn từng thích vẽ thích đàn thích hát thích anh văn thích ngoại ngữ thích cái gì đó mình không biết thì bây giờ bạn có thời gian bạn có cái năng lực bạn có cái đầu óc để bạn làm mặc dù cái năng lượng này là cái năng lượng rất mới và năng lượng này nó còn non xanh tại vì tại vì nó mới lên được tới page of one thôi ở page of, um, of sorry. tức nghĩa tức nghĩa là bạn mới tìm hiểu thử thôi bạn mới gọi là bắt tay vào làm thôi nhưng mà mình cảm thấy bạn không có ngán mình cảm thấy bạn không có bị chán mình cũng cảm cảm thấy là bạn hứng khỏi với nó và bạn muốn thử và mình cũng cảm giác là từ cái thử đó, từ cái nền đó Mình thấy là bạn phát triển nó lên và bạn nhìn thấy nó ở một cái góc độ khác Ở một cái chân trời khác giống như ban đầu bạn nói là à tôi chỉ định vẽ chơi chơi thôi Thì nhưng mà ai ngờ tôi có có bạn có khiếu vẽ và bạn phát triển nó lên Bạn có thể học thêm về hội họa vân vân Hoặc là bạn định là ờ ừ, tôi chỉ định kinh doanh cái này thử thôi Nhưng mà ai ngờ làm lại kinh doanh kiểu như làm chơi mà ăn thiệt Nó có cái gì đó liên quan tới việc là ý tưởng mình không biết là ý tưởng kinh doanh, ý tưởng đầu tư, ý tưởng làm việc hay là một cái ý tưởng nào đó ở đây nhưng mà mình cảm thấy giống như là thông qua cái gọi là cái 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 ý tưởng đó bạn phát triển và bạn tạo ra cái cơ hội bạn tạo ra cái may mắn cho bản thân bạn hơn là cái cơ hội và cái may mắn này nó đến từ trên trời nó rớt xuống nó không phải là kiểu từ trên trời rớt xuống mà thật ra nó cũng là kiểu giống như từ trên trời rớt xuống tại vì là hybrid set là kiểu giống như là tự môi nó ra tự khai thác nó tự tìm thấy nó nhưng mà nó phải có sẵn ở trong bạn giống như ví dụ giống như là bạn nhìn về quá khứ của bạn hoặc là bạn nhìn đến tương lai của bạn bạn thấy cái gì? Tại vì bối cầu nó là kiểu như vậy và mình cảm thấy khi mà mình mình mình, mình chú tâm vào cái lá đề hybrid thì mình cảm giác giống như là bạn nhìn thấy ba cái nhân vật ở đây là một cô gái tóc hồng, một cô gái tóc ngắn màu đen và một cái cô gái tóc pixie tóc uh, pc pixie màu màu cam nó có một cái sự thay đổi về ngoại hình nó có một cái sự thay đổi gì đó về cá tính mình cũng cảm thấy ở đây có thể có thể trong thời gian tới bạn sẽ tiếp xúc hoặc là nói chuyện hoặc là gặp gỡ với một người có thể là họ sẽ mang tới một cái nguồn năng lượng mới cho bạn hoặc nếu bài đây là bạn thì mình cảm thấy bạn sẽ có một cái sự thay đổi về bên trong tâm hồn lẫn bên ngoài về mặt ngoại hình nhưng mà nó theo một cái xu hướng là hơi phá cách hơi đặc trưng hơi đặc biệt và kiểu giống như là bạn cảm thấy hài lòng với cái sự thay đổi này và bạn muốn thử thách bản thân bạn giống như bạn thoát ra khỏi vùng an toàn bạn tự tạo ra cho mình những cái cơ hội và cái con đường bạn đi gì đó xin chào các bạn chọn được số 2 ha cơ hội và may mắn của bạn tháng 12 ha thì các bạn có thể nhấn chuông like share để lại bình luận cho mình và đừng quên follow instagram của mình nếu các bạn muốn ha thì um, các bạn có lá bảy gậy ha bạn có lá the tower ha hẹn có lá pha và cái tụ 2 với tụ một này chắc cũng vui đây kiểu như như này tụ một ba lá đầu nó cũng lên rất là ô về luôn á là xấu quắc luôn á mà mình không thể nào hiểu được mà những cái lá đó nó lên theo kiểu cơ hội và may mắn thì mình phải giải cái gì á thì bây giờ tới tụ của bạn nó cũng y chang vậy luôn nó lên những cái lá xấu quắc số òm luôn á kiểu giống như là cái gì xấu quắc là nó vô hết luôn á thì mình cũng nó thiệt là mình cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ với những cái trường hợp như thế này luôn á kiểu như cơ hội và may mắn để cỡ thử thôi nha đầu tiên là bảy gậy ha thật ra mình thấy cái bảy gậy này là cái cơ hội kiểu giống như nó không phải là không hẳn là gọi là cơ hội và may mắn nhưng mà mình nói cái kiểu này nếu mà bạn thấy đúng thì nó đúng nha đầu tiên nó nếu mà bạn bị ai ăn hiếp thì mình nói thiệt xin lỗi cái đứa ăn hiếp đó chắc nó bạn sẽ bị nó sẽ bị bạn cào á tại vì mình cảm giác giống như là nếu cưng nghĩ chị hiền thì cưng sai rồi đó chị không có hiền như cưng nghĩ tại bài lên ở đây là cơ hội của bạn đó là không có bị ai người ta ăn hiếp trong cái tháng 12 này nếu ai mà gọi là chơi mánh chơi chiêu hoặc là chơi chọc tức chọc điên bạn á, là mình cảm giác bạn sẽ xù lông lên bạn cắn nó đó, đó có thể là bạn sẽ nhe nanh bạn sẽ quào wow, bạn sẽ cấu cắn hoặc là bạn sẽ đe dọa nhưng mà mình cảm thấy giống như là cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là bạn không có bị người ta ăn hiếp mà không có bị người ta bức hiếp bạn có bảy gậy bảy gậy là tôi đứng ở vị trí cao tôi đánh mấy đứa ở dưới thấp và bởi vì tôi có lợi thế ở trên cao nên tôi quất được mấy đứa ở dưới thấp thành ra mình cũng không biết là cái lợi thế của bạn sẽ là cái gì nhưng mà mình cảm thấy như nếu ở đây bạn đang có thị phi bạn đang có mâu thuẫn bạn đang có những cái tranh chấp gì đó mà nó đang xảy ra trong cuộc đời của bạn á thì cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là bạn không có bị người ta đánh bạn không có bị người ta quánh bạn không có bị người ta chọt gậy bánh xe mà bạn còn có thể tự bảo vệ bản thân bạn được thì mình cũng không biết cái này nó tốt hay nó xấu nhưng mà đứng ở góc độ là bạn thì ok nó tốt nhưng mà Nói chung nó cũng không có phải một cái gì đó nó tốt lành đúng không? Không có ai muốn mâu thuẫn cũng không ai muốn thị phi, không có ai muốn bị người ta lâm le đánh đánh lén ha, nhưng mà ok nếu mà xu có bị thì bài của bạn lên bạn vẫn toàn thay hoặc là bạn vẫn kiểu giống như là không có bị trầy da tróc dãy ha. Thứ kế là tower. Thật ra bài khi mà lên tower mà nói cái gì nó tốt á thì giống như tự vả vô mặt vậy đó. Kiểu giống như là tốt kiểu gì trời. Thì cơ hội và may mắn của bạn mà là the tower thì thường nha mình cũng không biết làm sao nhưng mà mấy con mèo á thường nó làm đổ làm hư làm bể làm cái gì á nó không có bị chửi bạn nó ít khi nào bị chửi lắm chủ nó có thể quát nó một cái hoặc là kiểu giống như là mắng yêu hay là giả tai nhẹ nhẹ hoặc là la rầy vậy thôi rồi cũng đi hốt rồi cũng đi làm á thì ở trong đây những cái con mèo này nó làm ngã cái cây cái cây này là cái cây giống như là cái cây đền thờ hoặc là cái cây gì đó mà gọi là biểu tượng về tôn giáo của những cái người à, Uh, uh, cái người, uh, người 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 uh, cái gì á nói chung mình quên mất tiêu rồi nhưng mà đại loại đó là cái cái biểu tượng về mặt tôn giáo đi thì những con mèo này nó phá nó làm gãi nhưng mà kiểu giống như giống như mình nói lúc đầu á có thể trong cái tháng 12 này bạn sẽ vô tình làm hư làm hỏng cái gì đó của ai hoặc có thể là bạn sẽ vô tình làm sai làm bậy làm trật làm cái gì đó nó nó phát sinh vấn đề nhưng mà may mắn bằng một cách dễ ví diệu nào đó bằng một cách thần kỳ nào đó cái lỗi đó không phải một mình bạn làm mà nhiều người cùng làm chung với bạn hoặc cũng có thể là bạn làm sai bạn làm trật nhưng mà cái chuyện đó cuối cùng thì nó cũng banh thì thành ra bạn có làm sai làm trật thì nó banh thì nó cũng banh thôi thành ra giống như là thôi kệ mẹ nó luôn nó banh luôn thì cũng không có sao hết kiểu mình cảm giác giống như là có những cái giống như tưởng làm hư rồi bị chửi nhưng ai ngờ bạn làm hư nhưng bạn không bị chửi vậy đó thành ra mình cũng không biết phải nói làm sao đối với cái thao quờ luôn mình chỉ biết là thôi kệ nếu có lỡ hơn mà không bị chửi thì cũng còn đỡ <laughs> còn cuối cùng là cái đá năm cốc năm cốc ở trong cái bộ bài này đó là con mèo té xuống xuống cái ao nước mà kiểu giống như là bởi vì cái ao nước này có cá ở dưới thì mình cảm thấy ở đây nó đi chung với là tower thì mình nói cái này mình nói mình nói phỏng nó đoán thôi nó chặn đầu thôi ha nhưng mà nói chung thì cũng chả ai mong muốn nhưng mà nếu bạn có vấn đề gì đó kiểu giống như là trợt té hoặc à, có những cái vấn đề gì đó liên quan đến gọi là vô tình đứt tay hay là làm hư làm sai hoặc là vô tình bị à, bị thương một cái gì đó thì nó sẽ nhẹ hơn nó sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng hoặc là quá ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn tại dưới đây giống như con mèo nó chỉ bị ướt thôi thì nó chỉ cần vũ lông là nó sạch tức nghĩa là đồ đạc của bạn có thể bị hư hỏng vì một cái lý do tình cờ ngẫu nhiên nào đó hoặc là bạn có thể làm rơi đồ làm rớt đồ làm bỏ sót đồ hoặc là trong một số trường hợp là bạn có thể vô tình uh, vô tình thôi vô tình bị một cái gì đó nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ ảnh hưởng tới cái bên ngoài thôi nó không ảnh hưởng tới cái ruột ra ruột ở bên trong ha hoặc là không làm ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm hoặc là chất lượng của cái gì đó mình cảm thấy ở đây giống như là cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là trong cái rủi có cái may á mình chỉ có thể nói được vậy thôi chứ ba lá này mình chịu chết thật sự là mình chịu chết mình thua bạn có lá mà hai cốc ha, bạn có lá temperance và bạn có lá một tiền là ba lá này thì lại siêu đẹp cơ hội và may mắn của bạn đầu tiên là có lọc ăn nha mọi người đầu ai tiên là có lọc ăn mà không phải một lần đâu, tôi nghĩ ít nhất cũng phải hai lần hoặc là hai ba món nha toàn là nước thôi có thể là đồ ăn thì có thể là lẩu ha hoặc là những cái món liên quan đến nước như kiểu giống như xíu mại, ô long xíu mại thì không có nước được lẩu à, cái gì nước nữa ta lẩu ra cháo đồ đó rồi cái gì mà phá lấu đồ đó những cái thứ là có nước á thì đầu tiên là mình thấy đồ ăn ha còn nước á, thì mình cảm giác nước rất là đậm màu hoặc là nước mà không phải trong suốt đâu kiểu giống như, như trà sữa hoặc là những cái những cái nước mà pha nó nó đậm màu á chứ nó không phải là một cái màu trắng trong hoặc là nước trong đâu nó phải là đục nước đục á, mà nó đậm màu ha Tại vì mình thấy ở đây là có rất là nhiều lọc ăn liên quan đến đồ ăn, thức uống Mà không phải một lần đâu mà nhiều lần lắm Cái nữa đó là nếu mà bạn nào đang có ý định gọi là uh, làm một cái gì đó Hoặc là các bạn đang có ý định gọi là thay đổi một cái gì đó Thì mình thấy là được như ý hoặc là mong muốn Nó khá là gần như cái mà bạn mong, gọi là, là, là mong muốn ha Có thể là có một cái cơ hội và một cái may mắn nào đó đến với bạn Nó có thể không lớn nhưng mà mình cảm thấy bạn hài lòng với nó Đặc biệt là những cái bạn nào đó nha mà đen đen gọi là đen gọi là muốn mua hoặc là muốn sắm một cái món đồ hời ha hoặc là muốn có được của hời ha thì có khả năng là bạn sẽ mua được hoặc là sắm được một cái của hời thậm chí trong một số trường hợp nhé nghe hơi kỳ nhá và là được tặng luôn tức nghĩa là bạn nói là thôi để mai tao đi mua cái cây son nó cái tự nhiên đứa nào đó nó tặng bạn đúng hai cây son mà bạn thích luôn tức nghĩa là bạn sẽ nhận được một cái món quà một cái của hời nào đó hoặc là mua được của hời bằng một cái sự may mắn mình dùng từ là bằng một cái sự may mắn của bạn nó giống như kiểu là xui cái này được cái khác vậy đó bạn tại ba lá đầu hồi nãy nó thấy ghê lắm mình cũng không có thể nói được cái gì thành ra mình cảm thấy ba cái lá này thì nó lại kiểu giống như là bù đắp lại trước tại vì thêm vào đó là điều chỉnh là bù đắp các bạn thành ra khi mà mình thấy ba lá này thì mình nghĩ ôi rồi hiểu rồi uh, xui cái này được cái khác ha uh, nếu mà bạn nào đang có ý định mở rộng kết nối này hoặc là có có đang trong chờ tin tức hoặc là lời uh, tin tức thư từ sự liên lạc từ ai đó thì có thể bạn sẽ nhận được sớm hơn hoặc bạn dự định ha nếu mà bạn đang có ý định làm quen này nha kết thân này nha tìm hiểu một ai đó thì mình nghĩ đây là thời gian vàng hoặc là cơ hội vàng đối với mấy bạn ha những cái bạn nào mà đang muốn dành thời gian cho bản thân đang muốn đầu tư vào bản thân đặc biệt là về ngoại hình về tóc tai da vẻ quần áo mình thấy bạn sẽ chi một khoản tiền cho cái sự đầu tư về bản thân Um, và bạn có một cái may mắn gì đó liên quan đến tiền bạc hoặc là đầu tư hoặc là vật nuôi mình cũng không biết cái gì nhưng mà mình cảm thấy nó kiểu giống như là nó giống như một quả trứng vàng vậy đó kiểu bạn bạn nhận được thôi chứ mình hoặc là kiểu giống như là bạn sẽ có một cái món quà mang tính cũng không phải là hình thức nhưng nó có hiện kim hiện vật nhưng mà mình lại không phải không có thấy cái giá trị của nó theo kiểu là nó đắt tiền hay là nó quá là cái gì ghê gớm nhưng mà mình cảm thấy là có hiện kim hiện vật hoặc là một cái gì đó theo tính gọi là kỷ niệm ha có thể cất để giành được ha còn kiểu một cái nữa đó là một số bạn thì sẽ có may mắn gì đó liên quan đến vật chất và tiền bạc mình thì mình thấy nó là một cái món phần quà mang tính gọi là biểu dương Mang tính gọi là may mắn Kiểu giống như nếu bạn được khen thưởng Hoặc là trong một số trường hợp thì nếu đó không phải là khen thưởng Thì đó là may mắn ha May mắn về chuyện tiền bạc hoặc là lọc à, có bạn, à, Mình thì mình thấy cái này hơi ngộ Nhưng mà nếu mà bạn nào thiệt thuộc cộng đồng LGBT ấy, Thì có thể nha Có thể một số bạn sẽ come out thành công Hoặc là có một số bạn nó tự nhiên nó lên bài vậy thôi Mình cũng giải biết làm sao Một số bạn sẽ come out thành công Hoặc là một số bạn sẽ sẽ có một cái người bạn thân đồng giới hoặc là một nếu không phải thuộc là LGBT đi chăng nữa thì bạn sẽ tìm được một người bạn thân đồng giới hoặc là một cái người cùng cu cùng sở thích và hai bạn có thể sẽ dắt díu nhau đi ăn đi chơi đi đèn đúm gì đó rất là 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 giữ hoành tráng luôn tại vì bài này lên mình cảm thấy toàn là ăn chơi ăn chơi ăn nhậu ăn chơi ăn nhậu từ sáng tới chiều hoặc là có thể đi du hí đi du lịch đi đâu đó xa xôi chứ mình mình gần như mình cũng không thấy cái cơ hội và cái may mắn nào hết trơn kiểu nó nó là nó là cơ hội và may mắn có thể là do bạn tạo ra hoặc là do người ta mang tới nhưng mà mình bài của bạn lên là nó lên cả hai luôn thành ra mình cũng không biết phải nói làm sao Xin chào các bạn chọn tụ số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Thì cơ hội và may mắn tháng 12 của mấy bạn á. Uh, mới vô là Earn Kitchen liền. Người đưa tin uh, tiền ha. Fire King luôn. Sang chảnh bay. Vua gậy. Và Four of Sky là bốn kiếm ha. bài này lên ta thấy có một cái sự ám mùi về chuyện tình cảm ở đâu đây nếu 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 mà bạn nào có người yêu trong tháng 12 này thì các bạn sẽ ấm nhau đó thật ra mình cũng không biết theo kiểu gọi là chữ ấm này mọi người nghĩ theo kiểu tích cực hay là nghĩ theo kiểu đen tối nhưng mà đại loại đó là đối với mình đó, thì mình thấy là các bạn sẽ có khoảng thời nói chung nếu không phải là người yêu đó, thì nó sẽ là một cái khoảng thời gian ấm cúm bên người thân và gia đình còn nếu mà bạn đã có người yêu thì đây sẽ là một khoảng thời gian ấm nhau của mấy bạn à, mình cảm thấy nói chung bài lên là mình thấy các bạn khó khá là vui và hài lòng á tại vì bài lên mình thấy kiểu giống như là uh, rất là thỏa mãn dùng từ đúng nghĩa rất là thỏa mãn nhưng mà đây không phải là trả bài 18 cộng nên là mọi người đừng nghĩ theo kiểu đó ha ý của mình ở đây đó nghĩa là các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc quá hạnh phúc và vui vẻ nhưng mà tại vì cái ngôn từ của mình nó hơi ám muội thôi uh, à, cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nếu mà bạn nào không có người yêu không có bạn bè người thân không có bất kỳ một cái dự định dự dự kiến tiệc tùng gì hết á thì bài lên ở đây đó làm mình cảm thấy là các bạn sẽ có một cái cơ hội gì đó nhưng mà nó liên quan đến chuyện là các bạn sẽ uh, được gặp gặp gỡ hoặc là tiếp xúc với một người mà cái người này họ sẽ cho bạn cảm thấy giống như nước nừng 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 á kiểu giống như là bạn sẽ cảm thấy ừ nó hơi hoa hòe nó hơi bay bay có thể người này không hẳn là gu bạn có thể Người này lớn tuổi hơn bạn ha, có thể họ là một cái người cũng khá là nghiêm túc nhưng mà uh, cái cảm xúc, cái kết nối giữa bạn với người này thì khá là vui vẻ, khá là hay ho và nó khiến cho bạn bay bay. Đôi khi á giống như cuộc sống của một người nó bình thường á nhưng mà đôi khi tự nhiên có crush vào á và đặc biệt là khi mà chúng ta mới crush một người hoặc là chúng ta vừa mới thích thích một ai đó để ý một ai đó thì cái khoảng thời gian nó rất là đẹp kiểu giống như là mỗi ngày đều cảm giác trái tim xa xiến lung lay động đậy lúc lắc rồi đó khi mà nhìn thấy ánh mắt crush liếc quanh mình hoặc là nói chuyện với người ta tại vì bài này lên là có cái gì đó liên quan đến chuyện về kết nối là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là nếu mà bạn nào đang có những cái dự định gì đó liên quan đến gọi là nhờ vả sự giúp đỡ ha, tìm kiếm sự giúp đỡ lời khuyên từ người lớn, từ những người có kinh nghiệm hoặc là từ những người mà uh, các bạn ngưỡng mộ ha thì có thể bạn sẽ có một cái cơ hội được tiếp xúc gần, tiếp xúc gần, được liên lạc, được nói chuyện, được hiểu hơn về cái người này ở một góc độ khác hoặc là bạn được nghe, được truyền dạy hoặc là được học hỏi một cái gì đó rất là quan trọng từ người này một số bạn thì mình cảm thấy giống như là các bạn sẽ có một cái khoảng thời gian đầu tư cho bản thân của các bạn rất là nhiều mà nó liên quan đến ăn sung mặc sướng chơi bời quần là áo lụa nói chung là bạn sẽ có một cái cơ hội để nâng cấp bản thân hoặc là làm những cái việc mà bản thân các bạn thích hoặc là các bạn muốn em trong một số trường hợp thì có thể là mặc dù là các bạn không có kỳ vọng nhiều vào lắm vào cái việc mà mà ăn chơi hay là bay nhảy hay là quen biết tìm hiểu gì ở đây nhưng mà mình cảm giác là trong cái tháng 12 này á, cái cơ hội và cái may mắn của tụ ba nó lớn nó lớn theo kiểu giống như là bạn sẽ có nhiều niềm vui và cái niềm vui của bạn nó sẽ rải ở nhiều khía cạnh và nhiều lĩnh vực mình chỉ cảm thấy giống như nó có thể là một cái vui vài ba ngày ngắn ngày nhưng mà nó làm cho bạn cái mút của bạn cái tinh thần của bạn được cải thiện hoặc là nó được đi lên một số bạn thì mình cảm thấy như nếu mà bạn có phải làm việc với người khó tính hoặc là những người có chức có quyền hoặc là cơ quan công quyền thì mình cũng cảm thấy là người ta cũng không có khó dễ với bạn hoặc là người ta cũng sẽ hỗ trợ hoặc là tạo điều kiện cho bạn để làm được cái đó hoặc là để để giải quyết được cái chuyện đó một cách gọi là im đẹp hoặc là suôn sẻ nhất có thể ha nếu mà bạn nào đang có gọi là muốn né tránh một vấn đề hoặc là các bạn đang muốn tìm một cái phương án khác câu giờ hoặc là tìm kế sách gì đó thì có thể là các bạn cũng sẽ tìm ra được cái gọi là cái lời giải hoặc là tìm ra được cái hướng đi phù hợp ha à, mình thì mình thấy ở đây có người để ý nhưng mà mình không biết là người ta để ý bạn hay là bạn để ý người ta nhưng mà nếu mà bạn 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 không có để ý ai hết thì có người đang để ý các bạn ha người này thì mình cũng cảm thấy là một người họ thận trọng kỹ lưỡng ha họ là một người kiểu cũng có ngoại hình cũng khá là dùng từ gọi là có một cái vị thế nhất định trong cuộc sống và họ biết họ muốn cái gì và họ để ý bạn họ quan sát bạn theo kiểu giống như là để đánh giá để tìm hiểu chứ họ cũng chưa có động tĩnh gì nhiều bởi vì người này là một người mà họ cũng khá là kén chọn hoặc là kiểu giống như họ biết mình biết ta đó thành ra mình cảm giác giống như là Họ nghĩ là không có cần vội và họ cần thêm thời gian Để để cân nhắc hơn về cái mối quan hệ này Hoặc là cái kết nối này ha Bạn có 7 gậy ha Bạn có 4 cốc Và bạn có vua kiếm Ngộ ha Cái tụ này với cái tụ 1 nó lên bài cũng giống nhau ghê 7 gậy, nè, 4 kiếm Ồ lộn 7 gậy, 4 cốc không Không phải tụ 1 mà nó lên bài pha của tụ 1 với tụ 2 luôn nhưng mà tụ một với tụ hai bài lên thấy gớm lắm mọi người gớm tới độ mà không muốn giải luôn á còn tụ ba nè bây giờ tới cái thời điểm nó nó bắt đầu nó giống nè có vẻ giống như tháng 12 này á hình như là tụ nào nó cũng su cà na hay sao á ra cơ hội may mắn của mấy cái tụ nó đều giống nhau hết luôn á kiểu là của bạn á thì cái cái vấn đề mình không biết là bạn có vấn đề gì trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại hay không nhưng mà À, nếu mà bạn nào đen gọi là bực bội hoặc là có tranh chấp và cãi vã trong tháng này ha hoặc là có thể bạn sẽ có lời qua tiếng lại với một nhân vật nam nào đó trong tháng này thì mình nghĩ ở đây giống như là bạn cũng nên gọi là lựa lời mà nói hoặc là bạn cũng nên kiểu giống như là dơ cao đánh khẽ ha còn nếu mà bạn là người gọi là đánh người ta bạn là người gọi là bị người ta đánh hoặc là bị người ta kiểu giống như là uh, quạt 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 tức nghĩa là uh, quát á thì có thể là người ta cũng sẽ dơ cao đánh khẽ với bạn ha tại vì mình thấy ở đây người này là người khó và nghiêm túc có thể là bạn sẽ hơi uh, bị bị kiểu giống như là bị bị ra lệnh hoặc là có thể trong một số trường hợp là có thể là bạn sẽ bị yêu cầu hoặc là được yêu cầu là phải như thế này phải như thế kia nhưng mà kiểu giống như nó là giống như một cái lời răng đe giống như một cái lời dặn dò một cái lời cấm đoán nhưng mà theo kiểu giống như là phòng hờ hơn là một cái cái sự gọi là kiểu giống như ra lệnh và ép buộc ha cái cơ hội và cái may mắn ở đây tức nghĩa là giống như nó giống như là bạn có người cũng không phải là có người đỡ dùng nhưng mà mình cảm giác giống như là có người họ nhắc nhở bạn những cái bạn cần làm nên làm còn nếu mà bạn nào có deadline nha Thì bài này lên là coi chừng cái deadline của bạn nó trái hồi lùi luôn Tại vì bài lên mình thấy là cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là Dù bạn có trẻ deadline thì bạn vẫn kiểu giống như bạn cũng đã làm tương đối gần xong hoặc là gần đủ Và người ta cũng không có chấp hoặc là người ta cũng không có trách bạn ha Với lại nữa là nếu mà bạn nào mà hay có tật làm vỡ đồ, bể đồ, đá đồ, sách đồ mà đi mà quên trước quên sau Hoặc là kiểu người mà Uh, hơi bầy hay một chút kiểu giống như bà đâu để đó thì có thể là cái cơ hội và cái may mắn của bạn đó là bạn có thể bạn sẽ mang theo những thứ bạn bạn giống như bạn đi du lịch hoặc là bạn đi đâu đó phải không? bạn chuẩn bị hết rồi hoặc là bạn gom đại nhưng mà may mắn là bạn gom không có thiếu hoặc là nó chỉ thiếu những cái mà bạn không có xài nhiều hoặc là không có cần nhiều ha và mình cảm giác giống như là trong cái tháng này nếu mà bạn nào mình cũng không không dám nói đây là tình cảm nhưng mà có thể một số bạn sẽ có cái cái lời mời nhưng mà mình không biết bạn có đi hay không tại vì cái lời mời này liên quan đến đi đâu đó mà cái nơi này thì bạn thích đi một mình hoặc là bạn thích đi với bạn bè của bạn hơn là đi với cái người mời ngoài ra nữa giống như là bản thân của bạn hơi mình cảm thấy trong tháng trong cái tháng này cái 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 cảm xúc của bạn nó sẽ hơi bị đơ đơ mình cảm giác là nó hơi bị đơ đơ thành ra nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề hoặc là bạn nào đang có những cái cái điều gì đó khó chịu bực dọc ở trong lòng á thì có thể trong tháng này bạn sẽ cố gắng tìm người xã hoặc là bạn sẽ tìm được người xã nhưng mà mình cảm giác giống như là xã ra thì xã chứ nó cũng không có hoàn toàn khiến cho bạn cảm thấy hài lòng nhưng mà bài lên có kiên có vua kiếm ở cuối cùng thì mình nghĩ là những cái gì mà bạn bạn đang bận, đang vướng, đang phiền lòng á, thì có thể đều giải quyết được hết trong thời gian tới nữa chứ không phải là trong tháng này á Có thể nó rơi vào tháng 1, tháng 2 hoặc là những vào thời những vào cái thời điểm lạnh lạnh nhất hoặc là vào cái thời điểm mà à, thời tiết kiểu giống như khô nhất, khô nhất chứ không có hanh nhất. À, để coi còn gì nữa không. Cơ hội và may mắn của bạn. Có bạn nào định đi dưỡng tóc không vậy? <laughs> mình cũng không biết sao nhưng mà mình thấy là có bạn nào đó định đi nhuộm tóc làm tóc hoặc là làm những cái gì đó liên quan đến việc gọi là kiểu làm tóc nhuộm tóc thay đổi về ngoại hình uh, hoặc là làm những cái việc là đầu tư liên quan đến gọi là mua sắm quần áo sắm sửa hoặc là đặt nếu mà bạn nào có định sắm sửa quần áo hoặc là sắm sửa đồ đẹp ha thì có th hoặc là mua những cái thứ mà trang trí hoặc là vật dụng cho bản thân trang sức hoặc là phụ kiện á, thì có thể là bạn phải tranh giành giành giật nhưng mà mình cảm thấy bạn giật được bạn giành được nha và mình cảm giác bạn đặt được nhưng mà nó có thể giống như 10 món thì bạn mua được giật được 8 món 7 món thôi chứ nó không hết được nguyên cái list đó và mình thấy có một cái gọi là kiểu giống như là tránh vỏ dưa Ô, oh, bậy bạ bà, không phải tránh vỏ dưa gặp bỏ dừa mà là bạn tránh được vỏ dưa lẫn vỏ dừa nhưng mà kiểu giống như là với điều trong một số trường hợp giống như là đáng lẽ bạn mua cái đó nếu mà bạn mua cái đó ở thời điểm đó bạn sẽ bị cái giá là đắt thì bạn sẽ vô tình không mua được cái đó và bạn sẽ cảm thấy bạn hời hoặc là bạn được lời thành ra mình cũng không biết cái đó gọi là gọi là kiểu giống như là may mắn hay cái gì nhưng mà đại loại là kiểu giống vậy